Chiến thần Hà Linh cà khịa việc quay clip diễn thất tình. Một nam TikToker được gọi tên, cộng đồng mạng chỉ biết cười ha hả vì khoái chí. Ai rảnh lên mạng để mà diễn lại cái nỗi buồn cực kỳ sượng chân ấy thì mình nghĩ rằng là mọi người nên xem lại là cái tình cảm đấy thực sự có chân thành hay không. Vỗ tay. Võ Hà Linh được cư dân mạng đặc biệt danh là chiến thần sau một loạt video bốc phốt thẳng thắn, nêu quan điểm về các sản phẩm mà mình dùng dù nó tệ như thế nào. Thậm chí cô nàng cũng chẳng ngán bất kỳ sản phẩm nào do người nổi tiếng sản xuất và sẵn sàng đối mặt với fan của các thương hiệu đó. Chính vì vậy, nữ TikToker không ít lần đã dính vào những thị phi trầm trộ. Cô nàng bất ngờ đăng tải một video tâm sự chuyện đời. Trong đoạn video, Hà Linh nhấn mạnh, ai rảnh mà lên mạng để diễn lại cái nỗi buồn của mình. Mỗi người sẽ có những cách thể hiện khác nhau khi người ta có chuyện buồn trong tình cảm. Nếu như yêu chân thành mà các bạn có thể quay lại cái video diễn lại cảnh buồn đau cực kỳ sượng chân, thì nên xem lại tình cảm của mình đi. Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được sự đồng tình lớn từ phía cư dân mạng. Đặc biệt, dù không chỉ đích danh ai, nhưng dân tình nhanh chóng gợi tên một TikToker Tinder với loạt drama ở thời điểm ấy. Dưới phần bình luận, cư dân mạng hầu hết đều đồng tình với chiến thần Hà Linh, người khẳng định những ai chia tay xong mà diễn cảnh thất tình thường sẽ sớm có người yêu, người lại gọi tên nhân vật nào đó. Một số bình luận của cư dân mạng: thường mấy đứa hay lên khóc lóc vậy, vài bữa sau thấy công khai người yêu mới á. Chứ còn gì nữa, chia tay xong đi nhậu khóc lóc với đám bạn còn coi được. Chẳng ai chia tay xong quay video cho cả thế giới biết chia tay xong buồn vậy đâu. Đăng clip ốm xong, vài tiếng sau thấy đăng clip đi mô tô như bay, ảo thật. Sau khi xem video ông này ốm, tôi rút ra được kinh nghiệm, đó là ốm thì phải vuốt tóc mới khỏi được. Trước đó, TikToker Đờ được mọi người gọi tên với 7 triệu follower đã để lộ clip quay lại cảnh bản thân buồn, ủ rũ, mệt mỏi, thậm chí cần có người chăm sóc. Trên kênh TikTok cá nhân, sau khi thông báo chia tay bạn gái nước ngoài, câu chuyện hậu tan vỡ của nhân vật Đờ này cũng khiến nhiều người theo dõi cảm thấy tiếc nuối cho cặp đôi. Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người và tan vỡ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Thế nhưng, việc quay clip lại diễn cảnh chia tay hay ủ rũ hậu tan vỡ khiến nhiều người đổ ra tranh cãi, cho rằng đó là sống giả. Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng bênh vực, cho rằng đó chỉ là cảm xúc của người trong cuộc, không ai có quyền phán xét. Quay trở lại Hà Linh, nhiều người cho rằng cô chắc hẳn là lá ngọc cành vàng hay sở hữu gia thế khủng chống đỡ cho những lùm xùm review đạp đổ chén cơm của người khác, nhảy sổ vào các drama mà không sợ bị chỉ trích hay ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong một livestream tâm sự với fan, cô nàng chia sẻ bản thân chỉ là một thiếu nữ bình thường, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Nghệ An. Chính vì hoàn cảnh gia đình nên tuổi thơ của Hà Linh trải qua không mấy vui vẻ, thậm chí còn thường xuyên phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn đủ bề. Đến khi lớn lên, người đẹp sinh năm 1990 cũng không có thu nhập ổn định với nghề nhân viên bán bảo hiểm, lương 2 đến 2,5 triệu đồng một tháng. Cái nghèo đi cùng với cái đen, quyết định sai lầm của Hà Linh vào thời điểm đó là đã chéo sân sang nghề buôn bán quần áo, khiến cô nàng lỗ thêm 40 triệu đồng và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Trước những khó khăn chồng chất khó khăn đó, chiến thần review đổi hướng sang sân chơi YouTube với hy vọng thay đổi tương lai. Sau một năm kể từ lúc khởi nghiệp trên YouTube, kênh của Hà Linh review đã đạt hơn 1,4 triệu lượt đăng ký. Không dừng lại ở đó, với danh xưng chiến thần review, mỹ nhân 9X còn lớn sân sang TikTok để bóc phốt tận mặt những sản phẩm được tân bốc lên 9 tầng mây. Động thái của Hà Linh được rất nhiều người ủng hộ và kênh TikTok của cô cũng thu hút hơn 1,7 triệu follower, nhận được huân chương hung thần review trong lòng người hâm mộ. Số người theo dõi Hà Linh chắc chắn chỉ có tăng mà không có giảm, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những lời lẽ ác ý từ cộng đồng mạng vẫn sẽ tiếp tục bủa vây cô nàng trong các video. Còn bạn có cảm nghĩ gì về Võ Hà Linh với những quan điểm thẳng thắn thật của mình? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.